Chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại sân C500 để theo dõi lượt trận cuối cùng của ngày thi đấu hôm nay. Đây là trận cuối cùng tại vòng 7 HPL S7. Tuấn Say dứt điểm không vào. Một pha dứt điểm của trung vệ Tuấn Say. Và thủ môn Tuấn Ốc đã cản phá tuyệt vời. Chúng ta hãy xem lại tình huống sút xa của Tuấn Say rất uy lực. Tình huống đá biên của cầu thủ LC. Pha xoay sở chuyền ra cơ dứt điểm. Tỷ số là 1-0 dành cho cầu thủ LC. Không có cầu thủ nào theo kèm đối với Quảng Còi trong tình huống vừa rồi. Chúng ta xem lại tình huống pha đi bóng của Phương Nhô. Và được truyền ra. Đối mặt với Phương Nhô, đối mặt với Quảng Còi, đó là thủ môn Tuấn Tuyên Quang. Với khoảng trống trước mặt Long Thổ. Rất tốt. Đoàn Tô dứt điểm không vào. Đã có khoảng trống trước mặt nhưng Đoàn Tô đã dứt điểm, không phải cái chân thuận của anh. Tình huống nhả bóng rất tốt của Hồng Huy. Có vẻ như Đoàn Tổ đã hơi vợ trong tình huống vừa rồi. Đoàn ơi đứng đấy, Đoàn đứng đấy. Hồng Huy. Long Thổ. Rất nguy hiểm. Bóng đi chết cột dọc. Đúng là máy bắt bóng Long Thổ. Một tình huống dứt điểm. Khát. Dứt điểm. Tỷ số là 2-0. Một cú đúp của Quảng Còi. Các thủ EC luôn có bàn thắng ở những tình huống cố định. Không hiểu sao các cầu thủ Việt Phương Đông lại không theo kèm người trong tình huống vừa rồi. Một tình huống đá phạt rất đơn giản của các thủ EC. Quảng Còi đã có bàn thắng thứ hai ở phút thứ 42 của trận đấu. Một cú đúp của Quảng Còi. Không có ai theo kèm đối với Quảng Còi. Một pha băng vào đá cắt mặt. Đã hạ gục thủ môn Tuấn Tuyên Quang. Đức Tú. Bóng vẫn còn. Bóng vẫn trong chân cầu thủ EC. Những tình huống phản lưới nhà của cầu thủ bên phía Việt Phương Đông. Bóng đã đập chân vào luân lưu và đã phản lưới nhà. Tỷ số bây giờ là 3-0 nghiêng về phía đội bóng EC. Phản công Lương Duy. Tỷ số là 4-0. Không hiểu sao cao thủ Việt Phương Đông lại mất bóng trong tình huống vừa rồi. 55 của trận đấu. Một tình huống mà Lương Dị cũng không ngờ là bóng đã đến chân của mình. Như vậy là trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu. Một chiến thắng xứng đáng cho cao thủ LC.